Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, sáng nay các đại biểu đã tiến hành phiên thảo luận chung tại hội trường dưới sự chủ trì của Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân. Cùng dự phiên họp có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Phiên thảo luận chung diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến của đại biểu xoay quanh nhóm các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế, ngân sách và đô thị. Tại phiên họp này, đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở ngành cũng tham gia làm rõ thêm các vấn đề đại biểu nêu. Trong đó, nổi bật là các ý kiến về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu kinh tế và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, các giải pháp tiếp tục thực hiện tốt chủ đề năm 2022 nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế xã hội, việc triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Trước hết, chúng ta cần tiếp tục thực hiện nhất quán và kiên trì phương châm sống chung an toàn với dịch COVID-19, tích cực triển khai tiêm vaccine và chuẩn bị đầy đủ đảm bảo nguồn lực về nguồn cung thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế phục vụ khám chữa bệnh trong phòng chống dịch. Các sở ngành, địa phương tiếp tục đẩy nhanh lộ trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp hoạt động trong sản xuất kinh doanh phát triển. Chúng ta sẽ cải thiện môi trường kinh doanh thông qua là các sở ngành để tiếp tục cắt giảm các thủ tục hành chính công, nhất là đối với các nhóm ngành mà liên quan đến doanh nghiệp và người dân như là quy hoạch xây dựng, đất đai, rồi đầu tư, rồi triển khai đẩy mạnh việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4, cũng như là tăng cường cái việc chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh theo hướng hiện đại, công khai minh bạch, các cơ sở dữ liệu về quy hoạch đất đai, rồi đăng ký kinh doanh để cho người dân và các tổ chức doanh nghiệp có thể tiếp cận cách thuận lợi. Đại biểu cũng nêu ra thực trạng và đề xuất giải pháp đầu tư phát triển nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu nhà ở của nhân dân thành phố Đà Nẵng theo chương trình ba có. Tình hình thu gom rác thải trên địa bàn thành phố trong thời gian gần đây còn nhiều bất cập. Thực trạng và đề xuất giải pháp bền vững đột phá cho cây xanh đô thị thành phố Đà Nẵng. Cái kế hoạch phát triển nhà ở xây mới á, thì đề nghị là rà soát thống kê các trường hợp hộ nghèo đặc biệt khó khăn về chỗ ở như trên là khoảng 300 hộ để xem xét đầu tư nhà ở xã hội từ ngân sách thành phố. Tức là chúng ta chỉ đầu tư giới hạn thôi và kịp thời đáp ứng cái nhu cầu ở cho cái đối tượng này. Cây xanh công cộng, cây xanh đường phố luôn là vấn đề nhạy cảm liên quan đến văn hóa, tâm tư, tình cảm của người dân. Nó đòi hỏi nguồn lực, năng lực để thông tin, tuyên truyền công khai đến người dân xã hội một cách liên tục, minh bạch, kịp thời, đầy đủ trong tiến trình phát triển chỉnh trang đô thị. Đặc biệt hơn là mỗi khi chúng ta cần tiến hành chỉnh trang cây xanh trong nội thị, trung tâm thành phố, thực tế cho thấy vấn đề nhiệm vụ càng khó thì càng phải lắng nghe, cần sự đồng thuận cao của nhân dân. Không thể quá nhanh và không nên chậm trễ. Bên cạnh cây xanh thì mình có những công viên công cộng cấp đô thị. Thì cái này thì quy chuẩn thì Đà Nẵng mình đang thiếu. Thì hiện nay công viên công cộng cấp đô thị thì theo cái tiêu chuẩn Việt Nam thì mình đã phải là lớn hơn 15 hectare. Hiện nay thì báo cáo các đại biểu Hội đồng Nhân dân là cái quỹ nhà chung cư, nhà ở xã hội của thành phố hiện nay còn khoảng là 120 căn. Thành phố cũng ưu tiên để bố trí cho thuê đối với cái đối tượng là người có công cách mạng, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại cơ quan, đơn vị hưởng lương từ ngân sách thành phố. Đồng thời thì lãnh đạo thành phố cũng đã giao cho xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan để đề xuất phương án và bố trí thuê cho các đối tượng hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thì cái quỹ nhà ở xã hội còn rất là ít, tuy nhiên là chỉ tập trung cho những cái đối tượng mà đặc biệt khó khăn. Các đơn vị được giao thực hiện dịch vụ công ích chưa đầu tư trang thiết bị, đổi mới công nghệ để triển khai thu gom rác. Để khắc phục tình trạng này, đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố cần chỉ đạo các địa phương và Sở Tài nguyên Môi trường làm việc với các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ vệ sinh công ích trên địa bàn thành phố, tiến hành rà soát và hoàn thiện các phương án thu gom rác, đảm bảo tính kịp thời liên tục, đồng thời có biện pháp chế tài, xử lý nếu để xảy ra vi phạm. Theo phân cấp của thành phố đã giao cái việc lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ thu gom rác sinh hoạt của dân là cho quận huyện từ năm 2019. Và quận huyện tiến hành lựa chọn đơn vị này thông qua hình thức là đấu thầu lựa chọn cái đơn vị. Cho nên là cái việc mà những cái đơn vị mà không đáp ứng được yêu cầu theo như hồ sơ tổ chức đấu thầu cũng như hợp đồng đã được ký kết thì đề nghị quận huyện căn cứ theo hợp đồng để chúng ta thực hiện. Qua theo dõi cái hợp đồng thì có rất là nhiều điều khoản trong trường hợp mà đơn vị cung cấp mà không đáp ứng được những yêu cầu
thì có điều khoản xử phạt ABC này rất là rõ ràng. Tuy nhiên thì thực tế thì nhận thấy thì chúng ta cũng không làm chặt chẽ các vấn đề này. Phiên họp này, các đại biểu cũng thảo luận nhiều ý kiến trên lĩnh vực văn hóa, xã hội và pháp chế. Trong đó đáng chú ý là vấn đề nhà ở và các công trình sinh hoạt công cộng như nhà trẻ, trường học, nơi khám chữa bệnh, sinh hoạt văn hóa cho công nhân lao động ở các khu công nghiệp, vấn đề mua sắm trang thiết bị, vật tư, thuốc men y tế, chính sách cho đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế, vấn đề phân cấp, ủy quyền và việc thiết kế, cơ chế, thẩm quyền để tháo gỡ vướng mắc của Ủy ban Nhân dân quận, phường khi thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị trong công tác quản lý của các ngành.